Pokemon từ định hướng ban đầu đúng là dành cho trẻ em. Dù cho sau này tệp khán giả của Pokemon đã ở nhiều độ tuổi hơn, nhưng chung quy thì đây vẫn là một thế giới với những cuộc phiêu lưu và những cuộc chiến khốc liệt, và chỉ có thế. Thật ra thì cái gì nó cũng có hai mặt. Ánh nắng dù có chiếu đến đâu thì cũng để lại một khoảng tối. Chỉ có là hồi đó mình còn nhỏ, chơi game không để ý, không có nghĩa là tụi nó không tồn tại. Có những khoảng tối trong game là do chính nhà phát triển tạo ra để làm phong phú hơn cho thế giới mà họ xây dựng. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những khoảnh khắc đáng sợ đã xuất hiện trong game Pokemon, dù cho Game Freak có cố ý hay là vô ý tạo ra chúng hay không. Và đây sẽ là tín hiệu đến từ thế giới bên kia, được gửi từ người anh em của tôi, Giratina, đến cho những nhà huấn luyện nào vẫn còn đang chần chừ, thì nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà kênh sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới đây nhé. Bây giờ thì vô thôi. Những ngày còn nhỏ thì bản thân tôi rất thích sưu tập những thẻ bài Pokemon ở ngoài cổng trường và rất vui sướng vì bản thân mình đã bóc trúng một lá bài quý hiếm. Nhưng rồi khi lớn lên, chợt nhận ra tất cả những thẻ bài đó đều là hàng pha ke. Với một người hay sưu tầm thẻ bài như tôi thì đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Và biết thêm được một chuyện nữa là những thẻ bài Pokemon được chia làm hai loại ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật. Tiếng Anh thì sẽ phổ biến hơn, tìm chỗ mua cũng dễ hơn, nhưng hàng pha ke thì cũng nhiều hơn. Còn tiếng Nhật tuy không phải là ngôn ngữ phổ biến, nhưng đương nhiên nó là quê hương của những thẻ bài Pokemon, cho nên về chất lượng in ấn, độ thẩm mỹ cùng với tỷ lệ rút ra những lá bài hiếm hoàn toàn cao hơn thẻ bài tiếng Anh. Và đương nhiên cái gì có giá trị thì cũng phải có cái giá của nó. Đó là những bộ bài tiếng Nhật hàng thật giá thật, rất khó để có thể mua được. Nếu tìm được rồi thì có khi cửa hàng ở Nhật không thể ship được đến nơi của bạn, hoặc là độ uy tín cũng khó mà đảm bảo. Nắm bắt được sự suy tư và nỗi lo đó, Zen Market ra đời như là một trang mua hàng hộ từ Nhật với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 2 triệu khách hàng trên khắp thế giới. Bạn có thể mua tất cả các mặt hàng trên hầu hết các cửa hàng online tại Nhật và có thể đặt trước các sản phẩm mới nhất. Và do là đối tác của những sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Nhật như là Amazon Nhật Bản, Rakuten, Mercari, Rakuma, Yahoo Auctions, nên cũng sẽ thường xuyên có những chương trình ưu đãi lớn từ các trang thương mại điện tử này dành riêng cho khách hàng của Zen Market. Và đương nhiên, với Zen Market thì việc những nhà huấn luyện sưu tầm những thẻ bài Pokemon chính gốc từ Nhật Bản là chuyện trong tầm tay. Bạn có thể tìm kiếm những pack thẻ bài bạn cần trên thanh tìm kiếm. Và nên nhớ là tìm những thẻ bài từ các trang lớn như là Amazon Nhật Bản, Yahoo Shopping, Rakuten, và kiểm tra kỹ đánh giá của người bán để yên tâm về độ chính hãng của thẻ bài nha. Sau đó nạp tiền và mua thôi. Với quy trình đóng gói thẻ bài cẩn thận, cách thức nạp tiền và trả phí dễ hiểu, cùng với đội ngũ tư vấn trực tuyến nhiệt tình, thì những thẻ bài dù do là quý hiếm, những pack bài có số lượng lớn cũng đều được mua và vận chuyển đến bạn một cách dễ dàng. Và các bạn followers của kênh nhớ là nhập mã Semin để nhận ngay 1.000 Zen Point, tương đương với là 1.000 yên. Số điểm Zen Point này có thể được sử dụng để thanh toán phí ship quốc tế đó. Cho nên là mọi thông tin chi tiết về trang web của Zen Market mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả. Chúc các bạn có trải nghiệm mua sắm thật tuyệt vời cùng với lại Zen Market. Bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Mở màn thì mình làm nóng cái trước đi. Một cái khoảnh khắc đỡ đáng sợ nhất thì nếu các bạn có xem qua video về những Pokemon bị lãng quên của tôi thì cũng có nhớ là tôi có đề cập trong đó về Hypno rồi đúng không? Sơ lược về nó thì đại khái Pokemon này là Pokemon thôi miên. Những loài Pokemon hoang dã chưa được thu phục thường sẽ xuất hiện ở những nơi ít người qua lại. Chờ cho những con người dám đi qua đoạn đường vắng này, nó sẽ đung đưa con lắc của mình và thôi miên, ru họ vào giấc ngủ, hút cạn những giấc mơ của người này. Và đặc biệt, loài này rất thích bắt cóc trẻ em. Đây như là một nguồn dinh dưỡng giấc mơ dồi dào cho nó. Chuyện sẽ chỉ nằm trong Pokédex nếu như trong bản game Fire Red Leaf Green chúng ta không đến Third Island. Khi đi vào căn nhà nằm gần tiệm Pokemart, chúng ta sẽ bắt gặp một cô bé, bảo rằng cô bé không phải là Lost Tail. Bạn ấy đã đi đến khu rừng quả mọng để hái một ít quả cho bữa trưa rồi. Khi chúng ta trò chuyện với người dân ở đây và mấy nhà xung quanh, ta được biết họ nói rằng sẽ không bao giờ đến khu rừng đó. Ở đó hình như có ma đó. Không thể nào tin vào chuyện đó, chúng ta hướng thẳng qua phía tây hòn đảo, đến khu rừng mà người dân ở đây luôn nhắc tới. Cuối cùng thì chúng ta đã đến được Berry Forest. Nhưng mà hơi phá không khí một chút, rừng quả mọng mà tôi thấy không có quả nào hết trơn. Cây vàng khè tưởng rừng lá kim không đó. Băng qua một hồi rất sâu vào trong rừng, thì cuối cùng chúng ta đã gặp được một bé gái. Cô bé nói cô bé muốn về nhà. Ở đây thật đáng sợ vì có một Pokemon luôn đi theo rình rập cô ấy, khiến cô ấy phải chạy sâu vào rừng. Và rồi Hypno nhảy ra, tấn công người chơi một cách bất ngờ. Cuối cùng thì chúng ta đã đưa được cô bé về nhà an toàn. Có lẽ đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Game Freak phát triển một nhiệm vụ trong game dựa vào tập tính mà Pokemon họ đã xây dựng, mà lại còn là chọn chủ đề bắt cóc trẻ em để phát triển mới ghê chứ. Hypno thì còn khá là nhiều câu chuyện về Creepypasta khác các bạn có thể tìm đọc, mà thật ra chúng ta chỉ cần để ý kỹ cái Pokédex của nó thì cũng đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Ở trong bản game Ultra Sun và Ultra Moon, sau khi hoàn thành được cốt truyện chính của game và trở thành champion của vùng Alola, chúng ta sẽ quay lại ngôi trường tiểu học ở đường số 1. Nơi đây được các bé nhỏ đồn thổi rằng không ai dám đến trường vào ban đêm,
vì ở đó có ma. Chuyện này thì rất thường nghe ở các khu trường học, ký túc xá hay là khu quân sự rồi ha. Nên chúng ta sẽ đến đó để kiểm tra thực hư như thế nào. Vào đến trường thì chúng ta bắt gặp một bé gái đứng cùng với một con trip luôn. Bé bảo rằng mọi người ở trường đang rất sợ hãi khi đến trường vào ban đêm, bởi vì có tầng 7 bí ẩn không có lời giải. Xin hãy giúp tìm hiểu bài bí ẩn đó. Bí ẩn đầu tiên, nơi đang cháy họ nghe tiếng khóc than, như tiếng một cô bé đang khóc. Hãy tìm hiểu nhưng cẩn thận, bạn đang gặp nguy hiểm đó. Ôi nói vậy ông nội tôi cũng không dám vô đó nữa. Thà là mình đừng mồi câu cuối nha. Nhưng thôi, chúng ta điều khiển nhân vật chứ chúng ta không có vô đó trực tiếp, nên là không sao. Sau một hồi tìm hiểu thì ra cái tiếng đó là do một học sinh trong trường viết thư tình gửi cho crush mà bị từ chối. Chỉ viết rất nhiều nên là thành ra thấy quê quá đốt sạch, mà vừa đốt vừa khóc. Bí ẩn thứ hai là về chúa tể nhầy nhụa. Mỗi đêm bạn sẽ nghe thấy tiếng chúa tể nhầy nhụa bước đi. Nếu gặp chúa tể bạn sẽ bị nuốt chửng. Đi một vòng trong trường, lên lầu 2, ta sẽ nghe tiếng nhầy nhụa càng ngày càng lớn hơn trong tủ cá nhân của học sinh. Sau đó ta bắt gặp một con Creamer, là Pokemon của cháu trai cô lao công ở đây. Có vẻ bấy lâu nó hay làm công việc dọn dẹp, mà nay nó dọn học tủ thì tay nó quá nhỏ và nhầy nhụa để có thể mở cửa ra. Mà để đóng bùn thải này làm công việc dọn dẹp thì dũng cảm thật sự. Tiếp theo đến bí ẩn thứ ba, trên lầu 2 ở phòng giáo viên, một tiếng sóng phát thanh phát ra từ địa ngục. Nếu bạn nghe thấy tiếng đó thì coi như bạn tiêu đời. Chạy lên lầu 2 nơi có phòng giáo viên, thật sự tiếng phát thanh đáng sợ xuất hiện. Nhưng rồi đó chỉ là tiếng sửa máy phát thanh của thầy giáo trong trường mà thôi. Ba bí ẩn vừa rồi cái nào cũng bị làm quá lên. Có vẻ như mấy cái bí ẩn sau này cũng vậy thôi. Làm gì có ma thật sự trong cái trường này. Bí ẩn số 4 tiếp theo là cầu thang của trường. Bạn đi lên, bạn đi xuống, bạn vẫn ở một chỗ. Đó là một vòng lặp không bao giờ kết thúc. Nhưng trước đó chúng ta đi lên đâu có gì. Lần này chúng ta lại đi lên cái cầu thang đó lần nữa. Một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện. Lúc ta đi xuống thì có vẻ như thật sự đã bị đưa vào một vòng lặp. Tấm bảng kế bên học tủ ban đầu có chỉ ta một số cách để có thể hóa giải lời nguyền này. Sau khi làm theo hướng dẫn thì cảm giác lạnh sống lưng và vòng lặp này thật ra là một con Ghastly đang chơi khăm chúng ta. Nhưng mà thật ra nó cũng là ma mà. Dù là Pokemon thì nó cũng là linh hồn, nên là ok, ma này cũng hợp lý và chấp nhận được. Bí ẩn số 5 là về cuốn nhật ký lạ trên lầu 3. Nếu bạn đọc nó, điều kỳ lạ sẽ xuất hiện. Đọc xong nó thì sẽ có cái gì đó đến để bắt cóc bạn đi. Chạy lên lầu 3, đọc cuốn nhật ký ở trang đầu tiên. Nói về một bạn được chuyển đến khu nhà mới. Bạn ấy có cho mình một căn phòng rất xinh đẹp. Trong khi đọc thì một tiếng động kỳ lạ xuất hiện. Khi chúng ta đọc đến trang 2, trong đó có viết: "Nhưng căn phòng này thật kỳ lạ, cảm giác như có cái gì đó cứ di chuyển xung quanh trong đây." Đọc đến phần này thì một con Drifloon vụt ngang qua khỏi màn hình. Đến trang thứ 3, căn phòng này có vẻ bị ám. Mình đang nghe tiếng cào cấu loạn xạ xung quanh đây. Và rồi đèn tắt. Tiếng cào cấu loạn xạ bắt đầu dữ dội hơn. Cho đến khi chúng ta muốn chạy đi thì một con Drifloon xuất hiện. Thì ra cuốn nhật ký là một bạn đang tập viết tiểu thuyết kinh dị, và bạn cho rằng cốt truyện theo kiểu viết nhật ký này khá là hay. Còn con Drifloon thì dựa vào những gì viết trong đó để chơi khăm mọi người đi qua đây. Nhưng mà có vẻ như mọi người thực sự bình thường hóa chuyện xuất hiện của một Pokemon hệ ma trong cái thế giới này rồi ha. Tụi nó vẫn là ma mà. Tuy nhiên thì nếu để ý thì có vẻ càng về sau, dù là Pokemon thì ma thật vẫn đã xuất hiện, chứ không đơn giản chỉ là hiểu lầm nữa. Nhưng mà có vẻ những bí ẩn chỉ là vậy thôi. Thôi nốt hai cái cuối cùng cho xong. Tường thuật lại bí ẩn vừa rồi cho cô bé. Cô bé bảo Drifloon của cô bé cũng hay chơi khăm như vậy. Có một lần nó kéo tay cô bé đi, và có vẻ vì nó cô đơn nên nó mới làm như vậy. Đến bí ẩn số 6 là về một lớp học ma ám. Ở lầu 2 trong một lớp học, bạn sẽ nghe những tiếng cười lớn. Lên lầu 2 để kiểm tra, bước vào phòng học, thật sự tối rồi mà có giáo viên đứng lớp với 4 học sinh cùng lời chào buổi sáng. Bước đến bên cạnh cô giáo thì cô giáo giới thiệu chúng ta là một học sinh mới. Khi chúng ta hỏi cô giáo là ai thì ngôn ngữ của cô giáo bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tuy ngắt quãng nhưng ta có thể lờ mờ hiểu được đó là Drifloon, đứa bé và cô đơn. Sau đó cô hiện hình là một con Hypno đang giả dạng tạo ra tất cả ảo ảnh này. Thì đây có vẻ không còn là hiểu lầm cho con người tạo ra nữa, mà dần dần những chiêu trò của các Pokemon càng ngày càng nặng hơn. Đặc biệt nếu Ghastly và Drifloon đều là trò chơi khăm thì Hypno, một Pokemon nổi tiếng bắt cóc trẻ em ở phía trên, tạo ra ảo ảnh như vậy để làm gì? Là làm một trò chơi khăm ác ý nữa. Có lẽ vậy. Tường thuật lại cho cô bé về cả thông điệp của Hypno. Cô bé bảo thì ra nó vẫn còn nhớ đến em, thật là hạnh phúc. Khoan đã, con Hypno này và cô bé có liên quan gì đến nhau? Hay là vì sao mà nó nhớ đến cô bé? Chuyện gì đó hơi kỳ kỳ ở chỗ này rồi đó. Nhưng còn cái cuối cùng, làm nốt cho xong mấy trò chơi khăm này vậy. Đến cái số 7, cô bé nói cô bé không nhớ và chúc mừng chúng ta đã hóa giải xong 7 bí ẩn. Tại sao? Cô bé tặng chúng ta một vật phẩm là White Glasses và bảo rằng cô không muốn mọi người xung quanh đây hoảng sợ. Cô bé là học sinh chuyển trường. Dù cho ngôn ngữ có khác biệt thì bạn bè vẫn yêu quý cô. Và đang kể dở dang câu chuyện của mình thì bác bảo vệ đến và hỏi chúng ta đang làm gì vậy. Quay ra nói chuyện với bác bảo vệ thì quay lại chúng ta không còn thấy cô bé và Drifloon đâu nữa.
hỏi bác có thấy cô bé nào ở đây không, thì bác nói lại là câu chuyện bảy bí ẩn à. Tao nghe chán rồi, nãy giờ tao thấy mày đứng một mình thôi chứ đâu có nói với ai đâu. Mau về nhà đi, đến đây thì tôi ổn, thật lòng tôi ổn. Thì ra từ đầu đến giờ chúng ta đang nói chuyện với một hồn ma thật sự. Nhưng sẽ càng đáng sợ hơn nếu chúng ta đọc kỹ Pokédex của Drifloon. Sẽ thấy đây là một Pokemon lang thang, luôn cô đơn và tìm kiếm bạn đồng hành của mình, thường là những trẻ em, bằng cách nắm lấy tay tụi nó và kéo đi. Nhưng vì trẻ em khá là nặng so với cơ thể của những con Drifloon, mà tụi này thường tìm cách bắt cóc và dẫn tụi nó sang thế giới bên kia, ý là làm cho tụi nó chết đó. Ừ, và giữ lại linh hồn của chúng để linh hồn đó đủ nhẹ cùng đồng hành lang thang với Drifloon. Gọi đến đây thì đủ hiểu rồi ha. Cô bé đó đã chết vì Drifloon, và từ đó hai người đồng hành lang thang với nhau. Nhưng có một bí ẩn về Hypno. Tại sao cô bé vui vì Hypno vẫn nhớ đến mình và Drifloon? Thực ra nếu trong bí ẩn về lớp học ma ám lúc nãy chúng ta đọc được cuốn nhật ký của cô giáo rơi xuống, thì sẽ thấy có ghi lại cô thường hay thấy Hypno đến trường và đón cô bé học sinh mới vào lúc đêm muộn. Chính ngày sau đó, khi cô trò đang trò chuyện với nhau vui vẻ, thì Drifloon xuất hiện và đưa cô bé đi, chứ không phải là Hypno nữa. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé và Hypno bây giờ đang ở đâu? Có vẻ như tóm gọn câu chuyện này thì Hypno là một Pokemon của cô bé mới chuyển trường đến Alola. Nhưng một ngày cô bé biến mất và ra đi bởi sự xuất hiện của Drifloon. Và Hypno mỗi đêm trở lại trường tạo ra ảo ảnh về một lớp học vui vẻ để tưởng nhớ đến cô bé, hoặc là muốn làm cho linh hồn cô bé bớt cô đơn. Giống như mấy lời tiếng Anh mà nó nói: tôi, Drifloon, cô bé, cô đơn. Đó là những thông tin được xác thực. Còn mấy giả thuyết về việc Hypno thật ra cũng đã chết dựa vào cái tên của bí ẩn số 6 là lớp học ma ám thì vẫn chưa có thông tin nào xác thực. Cơ mà mỗi bí ẩn thì càng ngày càng đáng sợ hơn, thì có vẻ như Game Freak khá có khiếu trong việc kể những câu chuyện mang tính hù dọa này rồi đó. Cũng một lần nữa trong chính bản game tươi sáng đầy ánh nắng của Ultra Sun và Ultra Moon, khi chúng ta đi bắt con Ultra Beast đại diện cho tội lỗi phàm ăn của loài người là Gus Lord. Thật ra thì mỗi Ultra Beast sống trong một chiều không gian riêng của mình, nhưng riêng cái thế giới mà Gus Lord sinh sống càng nhìn càng thấy đáng sợ. Đây là khu vực khó xác định nhất và khó tìm ra nhất trong các nơi ở của Ultra Beast, cách trái đất khoảng 10.000 năm ánh sáng. Vừa đến nơi, chúng ta gặp được một NPC đang mang đồ bảo hộ. Có vẻ như không khí và thời tiết ở đây không thích hợp để duy trì sự sống. NPC này hỏi chúng ta tại sao lại trở lại hành tinh này, trong khi đối với người chơi thì đây là lần đầu tiên đến đây. Có thật như vậy hay không? Qua câu hỏi này, ta lờ mờ đoán được dường như nơi đây từng có người sinh sống, khác hoàn toàn với những nơi ở của các Ultra Beast khác. Nơi đây từng tồn tại một nền văn minh, nhưng vì một lý do nào đó mà con người đã rời bỏ chỗ này. NPC nói chúng ta có vẻ đến từ hành tinh khác, nếu muốn đi tiếp hãy chui qua cái ống đằng kia. Theo lời dẫn, người chơi đến một không gian bao phủ bởi cát và gió bụi. Màu xanh duy nhất xuất hiện ở đây là một cái màn hình máy tính, nơi đó phát đi phát lại một đoạn video nói rằng trời xanh và biển xanh, phía trước là một bãi biển xanh thẳm. Dường như nơi này từng là một thành phố biển xinh đẹp. Tiến lại gần hơn, ta thấy những tấm poster cho biết nơi đây từng có một nhà máy điện hoạt động. Tiến lại gần con vật khổng lồ đang ăn ngấu nghiến, ta thấy một biển báo với ký tự không còn nguyên vẹn. Nhìn kỹ thì nó cũng khá là quen. Sau khi bắt được con quái vật phàm ăn, màn hình máy tính chạy thêm một đoạn với khung cảnh thành phố Haoli. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi thành phố Haoli tươi sáng ở một chiều không gian khác. Nhưng vì một lý do nào đó mà trở nên hoang tàn, đổ nát, chỉ còn lại một con quái vật đang cố gắng chén cho sạch những mảnh vụn còn sót lại. Có rất nhiều giả thuyết cho sự sụp đổ của thành phố này. Có người cho rằng chính vụ nổ hạt nhân của nhà máy điện đã gây ra, tước bỏ đi sự sống, buộc con người di tản, và Gus Lord bị thu hút bởi nguồn năng lượng hạt nhân này và nó đến đây để ăn những thứ còn sót lại. Lại có một giả thuyết cho rằng đây là vũ trụ nơi mà người chơi đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc xâm lăng của Ultra Beast, và Gus Lord đã cố gắng ăn tất cả mọi thứ. Và đúng, nếu bạn nghĩ nó ăn cả sinh vật sống thì đúng rồi đó, mọi thứ trên đời này Gus Lord đều có thể ăn được, kể cả con người và Pokemon. Nhưng dựa vào lời nói của người mặc bộ đồ bảo hộ trước đó thì người dân này đã chạy khỏi hành tinh khác và anh ta ở lại để trông chừng quý ngài tham ăn. Với kiểu xưng hô này, có vẻ như Gus Lord không phải là nguyên nhân gây ra thảm kịch, mà chỉ là giọt nước tràn ly cuối cùng sau vụ nổ của nhà máy phát điện, khiến thành phố xanh tươi ngày nào chìm vào cát bụi. Với sự bí ẩn và tiếng nhạc nhiễu sóng quỷ dị được tua ngược từ bản nhạc nền của thành phố Haoli, trải nghiệm đi bắt Gus Lord đã tạo nên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa một chút sợ hãi, tò mò, và vỡ lẽ ra sự tàn phá có thể kinh khủng đến mức nào nếu con người không có khả năng kiểm soát những gì mình đã tạo ra. Ở bản game trong thế hệ 4 của vùng Sinnoh, khi du hành sâu vào khu rừng Etana, người chơi sẽ bắt gặp một ngôi biệt thự cổ. Rất khó để tiếp cận ngôi biệt thự này nếu không có sự giúp sức của các Pokemon. Đường đi đã bị bao phủ bởi cỏ cây mọc tùm. Dường như nơi đây không còn ai qua lại nữa. Tiền sảnh có hai cây cầu thang lớn với một bức tượng thường thấy trong những chuyến hành trình, nhưng một bên còn lại đã biến mất. Lại gần, ta nhận được một thông điệp nhắc nhở rằng có vẻ như có gì đó đang quan sát chúng ta. Chạy lên phía cầu thang dẫn đến một dãy phòng sát liền kề nhau.
Nhưng lạ lùng là khi vào căn phòng có treo bức tranh, ở căn phòng bên phải, đột nhiên có một cô bé chạy từ phòng ra. Nếu là nhân vật chính mà chúng ta đang điều khiển thì sẽ không thấy được cô bé, vì cô bé ở phòng bên kia. Nhưng với góc nhìn của người chơi điều khiển nhân vật, cô bé này xuất hiện với dáng đi không chạm đất, như muốn cho chính người chơi đang ngồi trước máy game thấy, chứ không phải là nhân vật trong game. Khi chúng ta quay người lại về phía cánh cửa thì đôi mắt người đàn ông trong bức tranh đỏ rực, điều khiển nhân vật quay lại nhìn thì không còn thấy nữa. Một lần nữa khẳng định những điều bí ẩn này đang phá vỡ bức tường thứ tư và muốn chính người điều khiển game là chúng ta nhìn thấy. Chạy ra khỏi căn phòng đó, ta xuống tầng trệt, vào lại căn phòng với một dãy bàn ăn dài. Ta thấy một người đàn ông lớn tuổi, chân không chạm đất, lướt đi về phía nhà bếp. Nhưng kỳ lạ khi qua phía nhà bếp lại không có ai đó cả. Quay lại chỗ dãy phòng kỳ bí ban nãy, bên trong một căn phòng là chiếc tivi nhiễu sóng. Nếu chúng ta đủ dũng cảm đến vào ban đêm thì một con ma sẽ xuất hiện, đó chính là Rotom. Có lẽ lâu đài bỏ hoang này là một chỗ lý tưởng đối với một Pokemon hệ ma như Rotom. Và đương nhiên như đã nói trên, điều kỳ lạ là ma trong thế giới này có thật. Chúng là những linh hồn nhập vào đồ vật hay là con vật, hay là ở nhân gian quá lâu rồi hóa thành những con Pokemon. Ý tôi là có một hệ riêng cho nó trong 18 hệ cơ mà. Nhưng vì xuất hiện quá nhiều nên con người xem Pokemon ma là chuyện hiển nhiên. Nhưng có vẻ họ cũng quên những con thú họ đã thu phục. Trước đây cũng từng là con người. Hồn ma là con người xuất hiện trong các bản game khác nhau cũng không thiếu. Ở thế hệ 3, khi chúng ta đánh nhau với Tứ Thiên Vương Phoebe, chuyên dùng hệ ma, ở góc phía bên phải, khi màn hình chuyển cảnh dần qua màu đen, ta sẽ thấy một cô bé gái bất ngờ xuất hiện ở đó. Góc quay chuyển qua cảnh chúng ta đang nói chuyện với Phoebe, và cô bé đã ở ngay bên trái chúng ta, nhìn chăm chăm từ lúc nào không hay. Đương nhiên là cả nhân vật và người điều khiển là chúng ta ít ai để ý, cho đến khi nhìn lại những thước phim đã ghi hình. Vậy là có một hồn ma đã đi theo Phoebe. Hồn ma đó là ai? Thực ra có một giả thuyết khi chúng ta đi đến Mount Empire sau trận chiến với Tứ Thiên Vương, sẽ gặp Phoebe đang đứng trước một ngôi mộ, mà không chỉ đứng ở đó, có vẻ như cô ấy đang trò chuyện. Từ đây ta cũng biết được khả năng để cô trở thành một Tứ Thiên Vương hệ ma, đó chính là cô có thể trò chuyện với các hồn ma. Và linh hồn mà cô đang trò chuyện chính là bà của cô. Cô bảo rằng bà cô rất ấn tượng với chúng ta khi nhìn thấy trận đấu giữa Phoebe và người chơi, nên rất có thể bé gái đó chính là bà của Phoebe, luôn theo dõi và quan sát các trận đấu của Phoebe với người thách đấu. Tiếp tục câu chuyện của những nàng ma vui nhộn của Game Freak thì chúng ta đến với thế hệ thứ 5. Khi băng qua cây cầu Marvelous, đột nhiên ta sẽ gặp một cô gái biến mất ngay lập tức trước mặt mình, khiến anh chàng kế bên cũng hoảng hốt. Một bà lão trên cây cầu kể lại rằng, trước khi cây cầu được xây dựng, từng có một cô gái rất hay chơi đùa cùng chú Abra của mình quanh đó. Chúng ta không được biết thêm nhiều về thông tin cô gái này cho đến tận 2 năm sau mà truyện của Black and White, tức là bản game Black 2 và White 2, nơi chúng ta đi vào một căn nhà kỳ lạ bị bỏ hoang ở khu vực sa mạc. Đương nhiên thì nơi đây cũng xảy ra những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ, như là đồ vật tự động di chuyển, cản bước người chơi. Lên đến lầu 1 của ngôi nhà thì một cô gái xuất hiện với ngoại hình giống y như cô gái trên cầu 2 năm trước. Giờ thì chúng ta biết rõ hơn cô gái đang tìm kiếm thứ gì, đó chính là ba mẹ và con Abra yêu thích của cô ấy. Vào sâu trong căn nhà thì chúng ta sẽ tìm thấy vật phẩm Luna Wings, chiếc long vũ thuộc về Cresselia. Cô ấy xuất hiện phía sau chúng ta một lần nữa và nói, giờ tôi không thể giữ được thì cậu có thể giữ nó và trao lại nó cho Pokemon sở hữu nó ở ngay trên căn cầu Marvelous mà hồi trước chúng ta từng gặp cô ấy. Lúc đến cây cầu thì Cresselia sẽ xuất hiện, nhưng rồi từ đó chúng ta không còn gặp hồn ma của cô gái này nữa, và cũng không rõ lý do về cái chết của cô cũng như là câu chuyện đằng sau đó là gì. Có lẽ Game Freak thích hù người chơi bằng mấy ma nữ xuất hiện ngẫu nhiên, không có lời giải, như một lần trong thế hệ 6. Ở thành phố rộng lớn Lumiose City, khi đi thang máy lên tầng 2 của một tòa nhà bất kỳ nào đó trong thành phố này, tiếng nhạc bắt đầu tắt dần, một âm thanh rít lên từ từ và màn hình bỗng tối đen. Xuất hiện phía sau bạn là một cô gái u ám, chân đi không chạm đất, lướt qua bạn và nói, cậu không phải là người đó, và biến mất như cách mà mấy nhân vật chính trong phim cố tỏ ra ngầu lòi. Dù nếu là tôi trong trường hợp đó, tôi ngại nổi da gà giùm, nhưng ở đây thì chúng ta cũng nổi da gà, nhưng mà là vì bị hù một cách bất ngờ bởi tiếng nhạc. Vì quá bí ẩn nên người ta lục tung các cõi mạng, đặt ra vô số giả thuyết. Một số cho rằng cô gái này chỉ nói chuyện tiếp với những người chơi có ID nhất định, nhưng một số giả thuyết khác cho rằng cô là chìa khóa để mở ra sự kiện bắt một Pokemon huyền thoại hệ ma cực hiếm. Đương nhiên là chưa có cái nào xác thực cho việc xuất hiện một cách quá sức random của cô gái ma này. Và khi được hỏi về cô gái này thì đạo diễn của trò chơi Junichi Masuda cũng cười trừ cho qua và nói, chúng tôi không cho nhân vật nào xuất hiện như vậy cả trong game, vì Pokemon X và Y ra mắt vào 12 tháng 10, cách lễ Halloween cũng có mấy tuần, và Lumiose City thì cũng ở phần đầu cốt truyện, nên đây giống như là cách họ trêu chọc người chơi chăng? Hoặc có lẽ trong bản Pokemon Legends Z2A sẽ ra mắt vào năm 2025, chúng ta sẽ biết được rõ hơn về sự xuất hiện của cô gái này. Dù tôi không biết là bối cảnh game sẽ ở tương lai hay là quá khứ, nhưng mà không loại trừ khả năng Game Freak đem mấy cái bí ẩn này vào xào nấu tiếp trong game. Hãy cùng chờ xem ra sao. Ngoài những hồn ma được cài cắm trong game thì Game Freak từng tạo ra một địa điểm rùng rợn không kém vào cái thế hệ đầu tiên thuở sơ khai của mình, đó chính là thị trấn nổi tiếng là Vendertown. Ở phía đông bắc của vùng Kanto
có một ngôi làng nhỏ tên là Lavender Town. Địa điểm này không có gì khác biệt, ngoại trừ tòa tháp khổng lồ nằm ở gần lối ra phía bắc của thị trấn. Tòa tháp mang tên Pokemon Tower. Mỗi thị trấn trong trò chơi Pokemon đều có mục đích riêng, cả về góc độ lối chơi và góc độ truyền thuyết. Và vai trò của Lavender Town là một nghĩa trang. Nói một cách cụ thể hơn, xác của những Pokemon đã chết của vùng Kanto đều được lưu trữ trong tòa tháp khổng lồ này. Người dân sống ở đây, đến con nít cũng nói những điều không bình thường. Trò chuyện với một bé gái, nó sẽ hỏi chúng ta có tin vào ma hay không. Thực ra ở một thế giới mà Pokemon ma đi chơi khăm con người mà hỏi câu gì lạ vậy em? Tiếp lời cô bé nói, nhưng bàn tay trắng phía trên vai anh thì nó không có thật đâu. Con bé này đùa vui, mới tí mà thích thù rồi hả mày? Nhưng cũng vì là nơi tập trung khá nhiều âm khí như vậy, nên nó rất thu hút các Pokemon hệ ma ve vãn tòa tháp này. Nhưng không chỉ có sự xuất hiện của các Pokemon hệ ma, mà còn là sự xuất hiện của những hồn ma chưa siêu thoát, đang mắc kẹt giữa dương gian, chưa thể nào đầu thai. Thà là đầu thai sang kiếp khác thành người, hoặc là biến thành Pokemon, chứ vất vưởng như vậy thì để lâu cũng thành oán linh. Mà linh hồn chưa siêu thoát mạnh mẽ nhất là linh hồn đã xuất hiện trong tòa tháp Pokemon Tower. Người dân đến đây viếng mộ đều bị linh hồn này dọa cho chết khiếp, và nó ngăn cản bất kỳ ai dám đi lên tầng cao nhất của tòa tháp. Cho đến khi chúng ta dùng vật phẩm Shift Scope chiếu vào thì hồn ma đó mới hiện hình là một linh hồn giận dữ của một con Marowak. Nếu ở trong bản game Pokemon Red and Blue thì sau khi chiến đấu với người chơi, linh hồn này sẽ bình tĩnh và tan biến. Nhưng trong bản game Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee thì câu chuyện đằng sau nó đã được làm rõ hơn. Khi đây là một linh hồn của một con Marowak mẹ đã chết đi khi bảo vệ đứa con của mình trước sự tấn công của đội quả tiễn. Tổ chức này muốn lấy đi hộp sọ của những con Cubone để bán với giá cao. Nỗi lo lắng về đứa con của mình là Cubone khiến cho Marowak không thể nào siêu thoát và biến cô trở thành một oán linh tức giận. Cho đến khi tận mắt thấy Cubone vẫn khỏe mạnh, thì lúc đó linh hồn của Marowak mới thật sự tan biến. Hơn là có một cốt truyện cảm động phía sau, nhưng thứ làm tăng sự đáng sợ cho thị trấn này phải có sự góp sức cực kỳ to lớn của nhạc nền mà các bạn đang nghe. Bản nhạc được xem là kinh dị nhất trong lịch sử các trò chơi điện tử và trò chơi của Pokemon. Âm thanh méo mó, đơn điệu, cứ văng vẳng bên tai, nó ám ảnh chúng ta cho đến khi nào chúng ta bước ra khỏi thị trấn. Kết hợp với nền đồ họa 2D trắng đen, liên tưởng đến những bộ phim kinh dị trắng đen thời xưa, cùng câu chuyện về hồn ma Marowak đến tận sau cùng mới sáng tỏ, làm cho trải nghiệm đến thị trấn này không hề dễ chịu một chút nào. Nhạc nền của Lavender Town cũng luôn được bàn tán qua lại trong suốt nhiều năm vì độ ám ảnh của nó. Thậm chí từng có tin đồn nó khiến cho một số trẻ em phải tự tử khi nghe bản nhạc này. Nhưng có vẻ như đó chỉ là những câu chuyện kinh dị creepypasta mà thôi. Tuy nhiên thì mấy bản game làm lại của thế hệ 1 về sau, Game Freak đã không còn giữ bản phối này nữa. Họ đổi âm thanh khác đi, hoặc là giảm tần số cho nó một chút để bớt méo mó hơn. Đến bản game Pokemon Let's Go thì nhạc Lavender Town dù cho giữ lại được giai điệu gốc, nhưng được phối lại thêm nhiều nhạc cũ hơn, nghe nó tươi hơn hẳn. Không biết là do sự tin đồn bản nhạc chết chóc của Lavender Town thành hiện thực nên là họ đã thay đổi khá lớn về bản phối. Giờ đây thì ta chỉ có thể tìm nghe những bản gốc nếu chơi các bản game Pokemon Red, Blue, Green và Yellow mà thôi. Và thế là tôi cũng đã đi qua những khoảnh khắc đáng sợ đã từng xuất hiện trong các bản game Pokemon. Thấy các bạn thì khoảnh khắc nào đáng sợ nhất hoặc là tôi chưa nói tới, hãy bình luận phía bên dưới cho các bạn khác cùng biết ha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!